Và kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây là tin tức đến từ Nghệ An cho biết côn đồ cờ đỏ vẫn tiếp tục khiêu khích giáo dân sông Ngọc. Kính thưa quý vị, hàng chục côn đồ mặc áo cờ đỏ vào tối thứ hai đã nẹt bô xe máy ẩm ỉ kéo đến bao vây, khiêu khích cộng đồng công giáo thuộc giáo họ Văn Thai, giáo sứ sông Ngọc ở huyện Quỳnh, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Theo một nguồn tin của địa phương cho biết phóng viên của SBTN nói rằng hiện tượng côn đồ chạy xe máy bao vây cộng đồng công giáo đã diễn ra mỗi ngày từ hôm ngày 1 tháng 6 cho đến nay. Họ cũng cầm cờ đỏ diễn hành với chủ ý khủng bố tinh thần giáo dân làm cho buổi tối không một ai dám ra đường. Trong khi đó thì nhà cầm quyền điều động các lực lượng công an và cảnh sát cơ động đến đóng tại một địa điểm ở gần đó các lực lượng này không có hành động nào để ngăn cản hay là giải tán đám côn đồ nói trên. Một giáo dân cho biết, mặc dù nhà cầm quyền nói lực lượng cảnh sát cơ động được bố trí ở đó với mục đích là bảo vệ linh mục JB Nguyễn Đình Thục và giáo dân, nhưng thật sự là của họ, thật sự là cho thấy họ có thể đang có mục đích khác. Trước đó, vào tối ngày 31 tháng 5, hàng trăm côn đồ đã cầm gậy gộc, mã tấu và gạch đá bao vây cộng đồng công giáo thuộc giáo họ Văn Thai. Họ đã xông và xông vào và đập phá tài sản nhà cửa của người dân trước sự chứng kiến bàng quan của một lực lượng công an mặc sắc phục có nhiều người quan sát cho rằng nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu đang muốn chia rẽ lương và giáo và dùng bạo lực đám đông nhằm trấn áp các hoạt động hợp pháp của Linh Mục Thục cũng như là giáo dân xứ Sông Ngọc khiếu kiện Phong Mô Sa.